Ở Việt Nam thì mặc dù ngày của bố chưa phải là một ngày lễ lớn, nhưng nhiều người vẫn xem đây là dịp để bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn và kính trọng với người cha, người ông của mình. Ghi nhận của phóng viên cho thấy không khí ngày của bố năm nay tràn ngập cảm xúc đến như thế nào. Cháu là tình nguyện viên của chiến dịch. Hôm nay, anh Tùng bất ngờ nhận được một lá thư từ con gái mình. Anh vô cùng xúc động, đặc biệt là khi đọc lên những dòng tâm sự chân thật nhất mà cô con gái dành cho anh đúng vào ngày của bố. Với con, bố là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới, vì chỉ có bố mới sinh được ra con người đặc biệt nhất, hệ mặt trời. Khi nuôi con ấy, thì là mình cũng làm hết, cũng không có gì. Đi mua từ đồ và các con và chia sẻ con như một người bạn. Giờ mình luôn đặt cái vị trí của mình ấy, là bạn của con, chia sẻ con như mẹ, các cháu. Đây là một trong 500 lá thư của các bạn trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc chia sẻ trong chiến dịch Đừng quên bố do một nhóm bạn trẻ tại Hà Thành phát động nhân ngày của bố 2016. Mỗi một câu chuyện, một kỷ niệm, một lời yêu là một lời nhắn nhủ rằng đừng bao giờ quên sự hy sinh thầm lặng của người cha trong mỗi gia đình. Thì mình muốn nói cảm ơn với bố, muốn nói yêu bố. Và thực sự thì nếu mà có khả năng thì mình muốn nấu một bữa cơm thật là ngon cho bố. Đến ngày của bố thì em chỉ muốn chạy về nhà ôm lấy bố và nói con yêu bố rất là nhiều. Cuộc sống tất bật, một phần cũng là do thói quen. Việc bày tỏ tình cảm hay nói câu con yêu bố thường ngày trở nên khó khăn với không ít người. Bởi thế, ngày của bố chính là cơ hội để tất cả chúng ta vun đắp tình cảm gia đình ngày càng gắn bó và gần gũi hơn. Và cách mà những bạn trẻ này đang làm, sự bất ngờ của người được nhận, dường như giúp mỗi người ý thức được rằng ngày nào cũng là ngày của cha.